Nhân dịp Tết cổ truyền Tottenham Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Phong Điền dự đến thăm tặng quà các hộ gia đình dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại các nơi đến, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc huyện đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống kinh tế gia đình của bà con dân tộc Khmer trên địa bàn huyện và gửi lời chúc mừng tới các gia đình đón Tết cổ truyền Tottenham Thơ Mây vui tươi đầm ấm. Đồng thời cũng mong muốn các gia đình tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức lao động vươn lên thoát nghèo, góp phần cùng huyện Phong Điền thực hiện thành công chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao kiểu mẫu. Dịp này Mặt trận huyện đã trao tặng 6 phần quà cho các hộ gia đình, mỗi phần trị giá 400.000 đồng. Toàn huyện hiện có 338 hộ dân tộc Khmer, nhằm tạo điều kiện cho bà con dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Tottenham Thơ Mây được vui tươi an toàn. Ủy ban Mặt trận huyện phối hợp Ủy ban Nhân dân huyện sẽ tổ chức họp mặt và tặng 68 phần quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. Đồng thời Mặt trận huyện và các xã thị trấn vận động trao tặng 200 phần quà gồm gạo, mì, nhu yếu phẩm và khẩu trang trị giá 400.000 đồng một phần cho các đối tượng thuộc hộ nghèo hoàn cảnh khó khăn.